Dạ, mến chào mấy anh chị đã quay trở lại với kênh của em nha. Tiếp tục hôm nay em sẽ lên cho mấy anh một cái con xe rùa bánh xích CR8 này nha mấy anh. Mấy đợt vừa rồi thì em lên mấy cái con CR10 thì cũng có mấy anh khách chốt và ủng hộ em rồi. Thì hôm nay em sẽ lên cho mấy anh chị cái con CR8 này nha. Thì mấy anh chị xem có phù hợp với công việc của mình thì mấy anh chị chốt ha. Đó, con này về là rin nước, rin màu sơn đồ là nó rin hết nha mấy anh chị. Em không có sơn tút là gì hết ha. Đó, những cái này là rin hết ha. Đó, con này là đi đầu máy dầu L90 9 ngựa nha anh chị. Đó, thì anh chị xem có phù hợp thì mấy anh chị mua thôi. Đó, cái này là côn chuyển hướng của nó nè anh chị. Còn cái này là ben ha. Những cái con này là nó đi số tự động nha anh chị nha. Đó, anh chị cứ đẹp tới là nó chạy tới, đẹp lui thì lui thôi. Bình đề đây. Bình đề thì em sẽ bao cho anh chị nha. Em sẽ bao bình đồ đàng hoàng luôn. Đây xích của nó anh chị. Xích của nó thì những cái dòng này về thì xích của nó không có chê được chỗ nào đâu nha anh chị nha. Cái xích này là còn phải 100% nha anh chị. Đó, ha. Em quay làm sao thì em bán y vậy nha. Cửa hàng em về em cũng không có lừa lọc ai, mấy anh chị làm gì đâu ha. Đó. Rất là mới nha, bánh xích này. Em đảm bảo với anh chị là về xài không biết đời nào mới hư luôn ha. Đó, em sẽ quay chi tiết nha. Mấy cái con này đồ liền lạc cho nên về em sẽ không sơn tút lại hơn anh chị. Đó, có sao bán vậy ha. Đó, có mỗi cái ống bô này là về khi mà vận chuyển á, là nó bị gãy cái ống bô này rồi, cho nên là bên em đã thiết kế lại cái ống bô này ha. Đó. Anh chị xem gầm của nó này, rất là chắc chắn và dày dặn nha anh chị. Đây là ben đó ha. Anh chị xem ti ben nè. Rất là chắc chắn, ti ben còn mới sáng luôn. Thùng của nó thì cũng còn rất là ngon. Không xét gì đâu nha anh chị. Nước sơn của nó thì nó rỉ rỉ nước sơn thôi tại vì để lâu rồi nó như vậy ha. Đây. Thùng của nó ngang là 90. Dài 1,7 m nha anh chị. Đó. Những con CR này thì nhận hàng về anh chị sẽ không thất vọng đâu ha. Đây. Rất là chắc chắn và dặn nha anh chị nha. Đó, anh chị xem xích bên này cũng vậy nè. Trời ơi, phải nói là không biết chê chỗ nào luôn á. Mà anh chị mua những cái con này về là em nói bảo đảm là xài không biết bao giờ nó mới hư nha anh chị. Đây là số của nó nè anh chị, nó chạy số tự động nha. Anh chị cứ đẹp tới là nó tới và đẹp lui nó chạy lui thôi. Đây. Bình xăng ha. Cái con này nó đi mới có 700 mấy giờ à. Chạy rất là ít. Đây là ga của nó nè. Khi anh chị đề máy lên vô ga rồi đẹp là nó chạy thôi. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh chị xem nha. Cái chữ CR này á, là thợ em thiết kế lên luôn anh chị ha. Đó, độc quyền nha, không đụng hàng nha. Thợ em tự viết lên. Trời giờ này mà còn nắng quá. Nắng cháy da luôn anh chị. Bên em là bao máy móc zin luôn nha anh chị nha, không không đụng tới máy móc đâu nha. Cho nên anh chị mua thì hàng thì cứ yên tâm nha anh chị. Đó, thì con này em bán tại cửa hàng là 60 mấy triệu thôi. Thì anh chị nào có thiện chí mua thì cứ gọi điện hoặc là các bạn Zalo em báo giá nha. Số Zalo em là 0835 585879. Em là Tuyết nha. Cửa hàng em là ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Anh chị nào có ở gần thì cứ đến xem máy thoải mái nha. À, anh chị nghe máy của nó nè, êm ru luôn. Bên em là bao máy zin nha anh chị nha. Đó thì anh chị xem có phù hợp với công việc của mình thì anh chị chốt ha. Những con này á, thì nó
là nước sơn hơi xấu thôi, nhưng mà về em đảm bảo là xài không biết bao giờ hư đâu nha anh chị, nó rất là chắc ha. Đó, bên em là có sale bán dạy cho em, cũng không nói thêm nói bớt gì đâu ha anh chị ha. Đó, thì anh chị xem và chốt nha. Rồi em cảm ơn mấy anh chị nha. Hẹn gặp mấy anh chị ở cái video tiếp theo.